tiền tiền này vàng tiền sọt 15 ngàn khỏi cắt mấy mai mà gửi được công ngân hàng mấy mai mười lăm mấy ngàn quá hồi mà gửi được cả không tiền tiền vàng tiền sọt 15 ngàn
Đồ đồ chứng nghĩa BK chỉ có 50 ngàn một cái vé lựa mua xài của bác ơi.
18 cái tiếng, 10 cái đô, 20 cái dĩa chỉ có 50 ngàn, giá là mua xài của bác ơi. Con ngồi kiếm dĩa bê ca chỉ có 50 ngàn, tiếng giá của bác ơi. 18 cái tiếng, 10 cái dĩa chỉ có 50 ngàn, giá là mua xài.35 ngàn một cái, 3 cái 100 ngàn. Quần sọc thun 25 ngàn một cái, 4 cái 100 ngàn. Lâu lâu mới có dịp rẻ một kỳ, năm thở 10 thì mới có một khi mới trị áo thun cơ tông 35 ngàn một cái, 3 cái 100 ngàn. Quần sọc thun 25 ngàn một cái, 4 cái 100 ngàn. Vừa rẻ mà vừa đẹp lên người sang, vừa học thời trang học lên túi tiền áo thun cơ tông 35 ngàn một cái. Sao tới đây cái đậu đông vậy trời? Mua đi mấy chị, 10 ngàn, 10 ngàn. Ủi thơm rồi mấy chị. Ủi thơm 10 ngàn, 1 ngàn, 1 ngàn, 1 ngàn. Xe đâu mà vô đây được trời. Kêu phòng ngủ, kêu phòng khách, kêu xe du lịch, nhà vệ sinh. Ở mới là thơm, chỉ có 10 ngàn, 10 ngàn một túi nè mấy chị. Túi thơm, bao nào cũng có, bao nào cũng có. Mua đi mấy chị, 10 ngàn. Túi thơm nè mấy chị. 10 ngàn, 10 ngàn. Một túi chỉ có 10 ngàn. Túi thơm, mua về mà kêu tủ, kêu phòng ngủ, kêu phòng khách. Cái này hay chích nha. Bán đại chuyên gia chính 229 cô ơi. Cái này ta đi về 35 ngàn cây trứng mát tới 35 ngàn, 3 cây có 100 ngàn. 10 ngàn 3 cây.
con ba nó đi để nó mua cho tao ba cái hộp mẹ. Anh còn đẩy hơn ta nữa. Biết rồi. Em không biết được đâu rồi luôn quay không. Công ty chúng tôi thanh lý xả hàng giảm giá cực sốc, chỉ còn 59.000 đồng một cái, tăng từ 59.000 đồng tới 59.000 đồng. Tại bữa nay đón 35.000 một cái 35.000, bữa nay đón ông già bà lão 35.000 một cái 35.000. Ba cứ xài 10.000 với cô kìa, trăm ngô với cô ơi. Thank you.
vô đây rồi bỏ. Oh my.